Hello. Hello, xin chào anh em. Hello, 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 hello. Oh, oh, oh. Anh em giao linh nhá. Hello. Hello anh em. Cuối tuần vui vẻ. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ đúng không ạ? Hôm nay thứ mấy nhỉ? Thứ bảy đúng không? Chúc cuối tuần rồi. Sáng mai không phải đi học đi làm rồi đúng không? Thoải mái nhá. Thì cuối tuần này thì một con game của một cái tựa game rất nổi tiếng mà tôi từng hay chơi, đó chính là Chilla Art. Được không ạ? Chilla Art. Được không ạ? Vừa cho ra lò một là tựa game mới là Shin Kaisen. Được không ạ? Cái này là Shin này, Can này, Sen được không ạ? Shin Kansen anh em nhá. Shin Kansen, nhớ kỹ được không ạ? Shin Kansen không được không ạ? Ai tiếng Nhật đúng vậy, tiếng thế chứ được không ạ? Thế thì tôi bật tiếng Nhật để tôi khỏi cần ấy nhỉ, tiếng Việt này. Nhật mẹ đấy. Thôi nên tấn điệp tiếng Việt cho anh em dễ hiểu. Tôi tiếng Nhật tôi cũng dịch được nhá. Cảm ơn anh em VV. Nhật Chilla Art được không ạ? Chilla Art được không ạ? Con kem đình đám. Ok, cảm ơn anh em Đỗ Di. Thì con Chilla Art đã thấy được những cái con game như là Exit 8 được không ạ? Hoặc là Project 13. Mà gần đây nhất thì đó là một Project 13 cái gì đấy. Thì Chilla Art cũng làm ra một con game tương tự như vậy được không ạ? Nhưng mà tôi cũng chưa chơi. Hôm nay mới thử chơi phát như nào, được không ạ? Anh Khánh Ngọc xem trong tay của Chilla Art xem như nào, được không ạ? Ồ, kinh dị không? Ok anh em vào game nhá. Cảm ơn Khánh Ngọc, vào game được chưa? Ui dồi, lâu quá anh em, vô chậm quá. Vô nhá. Chế độ dễ. Nếu quyết định sai bạn sẽ chỉ lùi lại một toa. Ui dồi, tôi chơi Exit 8 rồi nha. Tôi chơi Project 13 rồi nha. Cho nên tôi chọn chế độ dễ để tôi chơi. Được không ạ? Nếu không anh em mình từ cái toa số 10 tụt bố xong số 1 thì khóc. Lại khóc ba đời anh em nha. Ok. Vào game, nói nhiều. À bạn Khôi đây nè. Gần vô chơi một game để chơi anh em ơi. Em bé bu có sáng quá không? Có sáng quá không? Anh em hơi sáng nhỉ. Nhớ tôi không, hôm nay cô còn tiền đâu nết tí mới có nên nói được bây giờ tôi. Các bạn bé bu không sao, xem được rồi bé bu nhá. Ừ xem được rồi. Ủa rồi tiếng Việt anh em nhá. Có tiếng Việt. Đâu không ạ? Cái nhà sản xuất Chilla Art này là luôn luôn có tiếng Việt ở trong đấy anh em nhá. Luôn luôn tôn trọng Việt Nam. Còn những con game khác không có tiếng Việt anh em nhá. Nó như là không tôn trọng Việt Nam anh em nhá. Không có dị thường nào trong khu vực này, ok. Ai xa. Yep, đây là lần thứ mấy tôi đi tàu rồi nhỉ? Không nhớ là bao nhiêu tôi đi tàu rồi. Ai xa, cái gì đây, người khuyết tật rồi, nhân viên y tế rồi. Cái này là cái gì? Ghế gập hay là bồn cầu gập, gập xuống. Rồi trẻ con rồi trẻ con, vâng. Úi giời. Đây là vệ sinh nam, đưa đây. Tuyệt vời, tôi không biết đây là vệ sinh nam hay vệ sinh nữ luôn. Ai xa. Có bồn rửa tay mở được không? Không mở được. Ui dồi, game không chi tiết nhá. Game không chi tiết, được không ạ? Không mở được nước. Sau này mở phát nào? Cũng không mở được luôn, tuyệt vời. Hả? Tôi không mở được nhỉ? À đây, ui dồi ôi, đây. Ông bên kia là không biết bị ai dùng rồi ý. Cho nên là chúng ta không vô được. Đây này anh em thấy này, màu đỏ này. Đúng không? Bên này là màu xanh là chưa mở này. Đấy, cho anh em nào nhà quê với tôi. Đúng không ạ? Đấy. Ôi dồi, không thấy tôi cho trong gương, tuyệt vời. Ok. Chúng ta đi thôi. Cảm ơn anh em Harry Game, tôi cần những cái ánh mắt gọi là diều hâu. Đúng không ạ? Với lại trí não là siêu việt như Lêu Quy Đôn. Nhớ hộ tôi. Đúng không ạ? Rồi. Gì đây?
hãy quay lại nếu có bất kỳ dị thường nào. À, nếu mà chúng ta là thấy có gì bất thường là anh em mình quay trở về, đúng không ạ? Quay ngược lại. Ok anh em nhá, hiểu luật chơi nhá. Ta okai des, cái gì đấy, khả năng thú cưng thú kiếc gì đấy. Rồi hết rồi, chúng ta chỉ ghi nhớ mấy cái thứ này thôi, đơn giản đấy mà. Tôi nên cho tối phát nên cho tối không nhỉ? Tối đi, nó tối đi đi. Đấy sáng quá, tối đi đi. Đấy được chưa ạ? Cảm ơn anh em Trần Nguyễn Hồng Nhi. Ôi giời ơi. Ôi rồi, tôi này, tôi là một nhân viên văn phòng mới đi về anh em nhá. Tôi là một nhân viên văn phòng, được không ạ? Áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, quần tây, được không ạ? Đấy, mới đi làm về, lên chuyến tàu này, chuyến tàu vô tận. Anh em ghi nhớ những cái toa đầu tiên. Đây là chuyến Shinkansen số 0 hiện đang hướng về Tokyo. Ai già, nhà tôi là ở Tokyo em nhé, nhớ tôi nhá. Có 20 dãy ghế, đúng không ạ? Có 20 dãy ghế. Bên này là DE, bên này là ABC. Úi dồi ôi, ai đây? Chào chú, chào anh. Ôi dồi ôi, mệt mỏi anh. Ôi dồi, mới đi làm về chắc giống tôi đấy. Tôi ngồi bên cạnh đây, anh không anh ơi? Ngồi bên cạnh được không? Không ngồi được, tuyệt vời. Thế anh cô đơn tôi ngồi, như người Việt Nam là chắc chắn ngồi cùng anh em nhá. Cặp tôi là ngồi cùng liền. Người Nhật chắc chắc là né né ra, ở mỗi người một khay ghế. Ôi dồi, thế ai khác đâu nhỉ? Anh em nhớ nhá, nhớ mặt anh nãy nhá. Cảm ơn Zenitsu, nhớ mặt anh hồi nãy nhá. Được chưa? Áo sơ mi trắng, được chưa? Vest màu xám, cặp màu đỏ, đỏ đô, nâu. Ok, để ý cho kỹ vào tí nữa để sang qua toa tiếp theo là quên đấy. Đấy, xem còn ai không. Tao tiếc gì có người vậy. Ai trời ơi, chào em, chào em. Ôi giời, chị xinh thế. Cho anh số điện thoại không? Hả? Tí về chỗ kẹo. Đâu em? Hả? Chị đang ngủ chưa? Đâu mới khoai nhá. Em trai. Thế nào em trai? L-O-R, chưa xem Hong BT, anh còn nhớ em không mặt nhớ chứ khoa chứ. Ôi giời, cho anh số điện thoại chị, có gì cho kẹo nhá. Nếu cho kẹo nhá. Hoặc Lego, được không? Được không em? Ôi dồi, chị trắng lắm. Ui dồi, gu tôi. À, thì anh đi, anh quay lại nhá. Nhớ nhá. Ôi dồi, nhớ anh em nhá. Nhớ là thật, đưa em mặc áo hoodie màu hơi nâu một tí, mặc quần jean, giày đen. Chị giày trắng, mặc váy. Tâm hồn. Ok nhá. Này già, 2750, 3850, 3300. Ok, bên này là có một bác sĩ giơ tay lên, được không ạ? Anh em nhớ chữ kỹ cho tôi. Rồi, let's go. Từ đây trở đi anh em phải ghi nhớ này. Có ai để không? Không à? Trong này có người này. À, cái này là toilet chung. Này, toilet chung này. Cái gì đây? Poster gì đây? Phim gì đây? Rồi, toa thứ hai. À! Vẫn là 7 là sao nhỉ? What the hell? Đúng không bạn nhỉ? Toa đầu tiên là phải làm mẫu chứ, tự nhiên toa đầu tiên là thử nghiệm luôn à? Konnichiwa. Bây giờ em mới nói chuyện hả? Ủa nay bị câm rồi em. Ôi dồi, konnichiwa, chào anh, chào em nhá. Nani shiteru no? Anh đang làm gì vậy? Anh đi dạo xung quanh tàu thôi em. Mới đi làm về, gặp Nguyễn Khoa nhá. Game kinh dị về quy tắc và anh mặt cười. Đúng rồi, con lặp đi lặp lại đấy. Như kiểu chuyến tàu vô tận đấy anh em. Mata atta ne. Cả hai anh em mình gặp nhau rồi nhỉ. Bắt tay em nhá. Đấy, nãy nhụ Lego với kẹo là nó suy nghĩ lại đây anh em.
Anh cũng đến đây để chơi sao? Không, anh mới đi làm về em ạ. Ờ, không ai rảnh cho em ngồi chơi em ạ. Em đang háo hức lắm luôn. À vậy à, chị em cứ ngủ mãi nên giờ em rảnh lắm. À vậy à, cho anh xin điện thoại đi em. Vô việc chính đi em. Có chờ bao lâu đi chăng nữa, chờ thế nào đi nữa thì chị em cũng chẳng tỉnh dậy đâu. Hả? Chị em ngất à? Để anh hô hấp nhân tạo cho. Nhưng giờ anh có chơi với cùng em rồi nên em rất vui. À vậy à em. Ai đánh chơi em ạ? Thế anh đã biết luật chơi chưa? Hả? Luật chơi gì? Không, anh không biết. Tất nhiên là anh biết chứ. What the hell, mới vô rồi tôi biết cái gì? Các anh em ngờ Nguyễn. Bây giờ là tôi chọn là không, anh không biết nhá anh em nhá. Tôi không biết gì cả. Luật chơi đơn giản lắm anh. À vậy à em. Nếu có gì thường nào thì quay lại, dễ mà đúng không? À ok em nhá. Mà cái đó anh biết rồi. Được không ạ? Được rồi, rồi thà tưởng chết hoàn tục tì. Cách để hoàn tất trò chơi này sao anh? À đó chính là đi đến toa số 0, sau đó đi đến khoang lái rồi kéo phanh tàu lại. À vậy à em. Tàu dừng đột ngột có tai nạn không em? Toa phòng vệ sinh thì không có dị thường nào đâu. À vậy là cái chỗ vệ sinh, cái chỗ nhà vệ sinh hồi nãy là không có dị thường nào đâu, nên đứng kiếm được không ạ? Anh cần em hướng dẫn lại một lần nữa không? Đồ anh biết rồi em nhá. Điện thoại đâu? À? À không không. Ok. Yokata. Thế thì tốt quá. Yokata. Hẹn gặp lại anh sau nhé. Ok em. Ok em nhá. Gặp lại em sau. Ghi số điện thoại vào. Cái gì đấy? Alo? Alo? Một, một, ba. Không ai rồi, không ai hết. Điện thoại hư rồi anh em ạ. Hoặc là trong túi tiền, trong túi của tôi không có một cách nào cả để tôi gọi điện thoại. Ai ra ta oka des. Vẫn không có cái gì cả. Anh em nào bắt đầu từ cái chỗ này đấy anh em nhá. Bắt đầu là từ chỗ này đúng không ạ? Vô trẻ. Này chơi game gì vậy anh? Con kim biến này đầu game tôi nói rồi anh em nhá. Ở game xin xin can sen được không ạ? Của chị là Art. Của chị là Art anh em nhá. Ừ. Anh nào đã có gật đầu không nhỉ? Bây giờ anh em mình phải xem có gì bất thường hay không. Nếu bất thường là quay lại ngay. À ấy da đứa ơi, ngồi à, chào em. À, chào em ơi. Ôi, mẹ tao không ngồi được nhỉ, game không đứng ngồi à. Ui dồi, chào em, sao nào sao ngủ hoài với em, tỉnh dậy em ơi. Không có nghe em rồi. Không có nghe em rồi, thế còn nghe em rồi, tôi đi quay lại, bất thường rồi. Thiếu đứa em. Quay lại gấp. Ủa đấy, toa số 6 rồi. Sao rồi anh em nhá. Úi xôi, ôi. Dễ, game dễ nhỉ. Bất thường này tôi cũng tìm được. Úi dồi, nãy quên để ý giày anh này. Ôi sao? Anh em phải để ý tôi trong gương đấy nhá. Ờ, lâu lâu tôi trong gương không mặc đồ anh em nhá. Ờ, biết đâu rồi, không mặc đồ. Ơi! Đưa em đâu rồi? What the hell? Lại mất đứa em rồi. Hay là không tin nữa em vậy? À! What? Game lại lặp hai lỗi một lúc à? Trùng lỗi à? Tầng 5 rồi, toa số 5 rồi.
Đóng anh nhá, ở lên trách đuôi em phát là xong. Không đơn giả được không ạ? Ông cầu kỳ. What the hell? Lại không thấy đứa em đâu cả. Được không ạ? Tôi lại chả thấy đứa em đâu. Cho nên là chúng tôi quay lại thôi. Con gấu khờ. Đứa em đâu nhỉ? Sao mình không ở một chỗ mà đi tới lui chi về anh mặt cười. Con Nguyễn Khoa, cái này là game chuyến tàu vô tận, anh em mà đứng yên chỗ, đứng yên luôn anh em nha. Bố đẻ sao? Ôi giời, Nguyễn Khoa nói thế. Ôi, có cái vali lúc nào vậy? Ôi, thế tầng 6 này. Ủa là sao? Vẫn là không tìm đứa em à? À, vẫn là không tìm đứa em anh em ơi. Ờ, vậy không tìm đứa em. À, vậy là không tin được em, chúng ta cần phải xác định lại ấy nha. Hồi nãy là anh em có để ý là có cái vali này không? Hù. Gặp anh em non. Ôi giời, đặt tên là biết là hù là không chất lượng rồi nha. Ừ. Hồi nãy có cái vali này không nhỉ? Nó là hai người ngồi đấy để phải có vali đúng là đúng đấy. Không à? Không có anh ở. Quay về luôn. Quay về luôn. Tí quay lại mà gặp thấy vali. Ủa cái gì đấy? Và tầng 7. Ở đây có vali thật. À đâu, vali ở bên đối diện. Ủa về đúng không bà? Ủa? Con chị đâu rồi? Này là... Ủa? Đứa chị đâu? Ủa vậy... Ủa? Còn anh ngồi bên này mà. Rồi. Vậy là đúng rồi anh em ạ. Đúng 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 đúng. Nãy đúng, nãy đúng. Nãy là vali kia bên đúng. Nãy là nãy vali đúng, nãy vali đúng. Đấy, tầng 6 rồi, tầng 6 rồi, tầng 6 rồi. Bây giờ kiểm tra kỹ cho tôi. Được không ạ? Những người mắt tinh đâu? Anh chơi hay quá, em tặng hẳn 10k luôn, mặt cười. Cảm ơn Nguyễn Khoa nhá. Cố lên nhé anh, mặt cười. Cố lên có được cái gì không qua? Win 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 phát này được không? Có gì không? Rồi, có vali này. Có người chị này. Bây giờ người chị là để chân trái lên chân phải, ok. Ủa, có gì nó thay đổi không chạy? Mắt con mèo á? Đâu 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 đâu. Mắt con mèo thay đổi à? Ấy xa. Ủa xôi ôi, mắt con mèo nó lòi. Đúng rồi anh em nhá. Ôi anh em mắt tinh thế. Mắt mèo lòi này. Tuyệt vời. Chuẩn, 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 chuẩn. Đấy, tầng 5 ngay. Tầng 5 ngay. Đây, đây, mắt mèo này phải dễ thương này chứ. Cái lói ra đây gì toàn. Chào anh nhá, anh có giấu cái gì đâu? Hả? Anh giấu cái bất thường không anh ơi? Từ khi nào mà tôi đang đi làm về lên tàu là phải kiểm tra tất cả những cái chỗ này như nhân viên tàu vậy hả? Hả? Ôi tôi toàn cái quần què gì vậy? Ôi cái gì vậy? Gì vậy? Quay về luôn. Hỏa số 4 rồi. Cảm ơn anh em Monkey Don Sad Boy. Ôi rồi đặt tên. Anh em nhớ cả cái này đấy nhá. Cái nhà sau đấy là trôi sông được không ạ? Nhà trôi vì lũ. Rồi sau đấy là cháy nhà sau đấy là nhà mưa. Được không ạ? Mưa rồi gọi điện thoại được không ạ? Đấy, ok. Anh em phải nhớ là cái ông này ông ngồi toa số bao nhiêu anh em nhá. Ông này ông ngồi toa số 16 anh em nhá. Nhớ kỹ vào, tí nữa ông đổi ghế cái là anh em mình ngu đấy.
Hình như nãy nó ngồi toa này phải này. Tôi không nhớ. À, cái gì đây? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thủ đoạn Robin mù hèn kế bẩn ăn mặn đái khái học lớp 2 khai lớp 9 ok mặt cười. Cảm ơn Kim Yến này em. Rất cao. Người ta đã lượm, cô lao công đã lượm cái lò làm rất cao. Hít nơi tôi la toáng lên. À la rồi, quên. La rồi anh em, la rồi. Đúng không ạ? Ui tầng 3 rồi, tầng to số 3 rồi anh em nhé. Đúng. Ồ, ông này vẫn tường vừa to số 16 này. Đừng có đứng dậy nha anh nhá. Ôi, game này là khiến tôi cảnh giác lắm. Ừ. Chào em, thấy em hết sợ. Ngủ gà ngủ gật thế thì tôi gặp tôi là ngồi cạnh để cho em dựa vai liền kìa. Ai da chết rồi, cái sai cái gì không trời? Có sai cái gì không vậy? Hả? À. Anh này ngồi toa số 16 chuẩn này. Tôi kiểm tra cái bản này. Nước lũ trôi trông. Rồi cháy nhà rồi ok. Con mèo. Chuẩn. Có sai đâu nhỉ? Bảng chữ cuối dãy á. Bảng chữ cuối dãy sao? Bảng chữ cuối dãy sao? Đấy 35 chuẩn rồi anh em. Đấy 35 chuẩn rồi. 2750, 3850, 3300 đúng rồi. Vali á? Không, vali chuẩn đấy anh em ạ. Vali là nằm phía bên này là chuẩn đấy. Hồi nãy là nằm phía bên này mới sai này. Đấy, đúng rồi đúng không? Đi qua đây. Cùng lắm là thụt về một toa thôi, không sao hết. Cùng lắm là thụt về một toa thôi. Ông nào ở ông nào trong đây mẹ ở lâu thế? Ồ đó, toa số 2 rồi, đúng, chuẩn. Cái gì vậy? Hồi nãy có cái này không? Cái gì đây? Ai đi me đi mủng gì đây? Có mở ra được không? 16 à? Đâu có số 16 này anh em, để ý số 16 mật khẩu anh em nhá. Mật khẩu cái này. Lấy được cái này ra không nhỉ? Cái bánh trung thu à? Hình như là bánh trung thu. Cái này là cái gì đây? Tương đậu à? Ê, tương đậu đỏ. Ôi xời. Không có đúng không? Ây da, có cái gì đây? Ôi này tôi nhớ là streamer đúng không? Streamer. Ôi gì cái mặt tôi trên đây nhỉ? Được thì ngon nhỉ. Ai xa kiếp 13. Sao trên này có số này anh em này, 4 này, 13, 4, 16 này. Anh em nhớ tí ấy anh em nhá. Rồi 3 này. Một cái lon nước ngọt. Một đôi đũa. Cái đũa này tôi không bao giờ tách mà nó còn nguyên vẹn. Một hộp cơm số 5. Anh em tôi đọc đến đâu là anh em ghi đấy anh em đúng không ạ? Không một tí quên đấy. 8 này. Không thể nào mà nó để vậy, nó không có nguyên nhân anh em nha. Số 2. Số 1. Số 4. What the hell is that? Số 2. Sao nãy số 2 rồi, bây giờ số 2 tiếp. Số 5. Số 2. What the hell gì vậy?
Có ba. Ờ, ghế nó ngửa đằng sau này, người ngồi sau chắc. Chào anh. Pokemon à? Ba này. Ui nhiều số quá. Sáu. Anh em từ từ nhớ anh em ơi. Hình như là có cái gì đấy nó không ổn đây cả. Ờ, có gì đấy không ổn đây. Qua đi xem hết nào. Ai da. Yes, yeah. What? Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Kitania here Mark à? Được đấy. Ôi em nào xinh thế này đi. Hay là đếm số, tính nó là đếm số rồi xem là có bao nhiêu số trùng nhau. Số 1 này. Ờ là ông khen là đếm bao nhiêu số trùng nhau đấy. Cú này chắc chắn nó quay về rồi, nhưng mà tôi khám phá tí anh em ạ. Ờ. Khám phá tí đi. Người ếch à? Biết mấy cái chỗ này để làm gì nhỉ? Cái gì đây? Ôi xôi, toàn mấy em loli. Ôi chắc chắn là sai rồi đấy, anh em mình đi về thôi. Đi 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 về về quay. Như phát là biết sai rồi. Tôi xem qua. Ơ này không người, sao tôi không mở được nhỉ? Rồi toa số 1 rồi. Sắp về nhà rồi. À, tôi gặp chị nào cuối hành lang kìa. Ô hello chị nhá. Hồi nãy là cái bảng này hiện mặt chị, bây giờ là nguyên chị luôn. Chị ơi, ổn không chị? Ôi xôi ôi, chị cao thế, 1m7 à? Tiếp. Này cho tôi đi về đồ ấy nhỉ. Cảm ơn không tên. Tôi bớt bẩn nên tôi xin cần tới nơi chị rượt tôi đấy thì toang. Rồi đi về thôi. Tầng không rồi. Rồi, không phải tầng 0 mà toa số 0. Cứ nhầm là mấy con game khác là tầng 0. Rồi, toa số 0 có gì đặc biệt không? À, nước đâu đây? Úi dồi, nước chảy em ơi! Tao ngập rồi! Quay về. Oh shit! Oh no, oh no, oh no, oh. Oh. Oh, nước nhanh quá. Cho nó kịch tính tí anh em ạ. Rồi được không ạ? Ui xôi, nước chỉ có dâng không lọt vào đây được. Bắt anh em Thanh Nguyên đẹp trai. Rồi. Toa cuối cùng. À, toa cuối cùng đấy. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Chúng tôi rất cảm ơn quý khách vì đã sử dụng Shinkansen ngày hôm nay. Hiện tại chuyến tàu vừa gặp tai nạn và va chạm bên trường ray. Chúng tôi sẽ dừng tàu để xác nhận an toàn. Hiện chưa có ước tính chính xác về thời điểm chúng tôi có thể tiếp tục chuyến đi. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Attention please. We have stopped momentarily due to an injury. There is no plan for the train to stop at this moment. Please excuse the delay. Oh shit. Hình như là lúc đấy là phải quay về. Ơ, chào em. Sao đây?
Anh giỏi thật luôn đấy à vậy. Cảm ơn em nha. Anh đã làm được rồi nhỉ. Anh sao thế? Cứ nhìn đi nhìn lại quanh đây. Đừng bảo là anh tưởng rằng đây là khoang lái nhỉ. Oh shit. Vậy là chúng ta phải đi vào thang khoang lái. Ôi mẹ. Để gạt cân để dừng con tàu trước khi nó va chạm. Bớt đùa nha anh. Shinkansen có các toa thương gia mà. Nếu là anh thì chắc chắn là em sẽ biết điều đó nhỉ. Thế khoang lái thì ở đâu nhỉ? Là khoang lái ấy ở phía bên kia của các toa thương gia đó. Ủa, em bảo là khoang lái ở cạnh toa không à? Cái toa số 0 mà em nói là toa thương gia số 0 đó. Đúng là em chỉ anh không rõ ràng rồi. Thôi cứ bỏ qua. Anh sẵn sàng chưa nào? Lần này luật chơi ngược lại so với lần trước. Cái gì vậy em? Ngược lại so với lần trước là sao? Nếu có dị thường thì cứ tiếp tục đi. Còn nếu không có thì quay lại. Nếu sai quá 3 lần thì ma quỷ sẽ hiện hình. Nên anh nhớ cẩn thận nhé. Ủi dục. Em cổ vũ anh đấy. Mày à em. Chắc lại cái ngồi lại đâu em. Anh à, có chuyện này. Tại sao cả hai mình lại ở nơi này nhỉ? Sao hỏi anh? Anh có thấy gì đó kỳ lạ gì không? Mà thôi, anh đừng để tâm. Tóm lại là mình cứ hoàn tất trò chơi này thôi. Hẹn gặp lại anh nhé. Ơi, hẹn gặp lại em nhé. Bây giờ là đi hướng nào vậy em? À, hướng này à. Bây giờ là sai là đi thẳng. Đúng không ạ, luật chơi đã thay đổi. Sai là đi thẳng. Còn mà không sai là đi ngược lại. Quay trở về. What the hell? Vậy là con à? Vậy là tôi chơi đúng game rồi anh em nhá. Đúng game, đúng. Đúng theo cấu trúc của game rồi. Tầng này tầng đầu tiên chắc là chưa có gì đâu nhỉ. Wi-Fi, được không ạ? Shinkansen Wi-Fi, được không ạ? Cứu hỏa, ok. Đây là chuyến đi đến tên Shinkansen số 0 hiện đang hướng tới. Ôi chào em. Ôi giời, em tiếp viên. Ê, khoan em ơi. Dừng lại để anh kiểm tra mấy cái đồ trên khay cái. Bánh mì sandwich, được không ạ? Bánh bao, được không ạ? Ngón này là cái gì đây? Amon là cái gì? À, amon chắc là kẹo đấy. Nước, cái cây. Rồi cái gì đấy? Que stick gì đấy. Rồi nước ngọt, sandwich. Rồi em nhá. À, để em xem đồng phục nào. Tí nữa lại tắt là nơ màu đen nữa thì toang thôi. Các bạn tóc búi lên cao, đúng chuẩn tiếp viên. Ôi giời, tối với em, chỗ này cần bật đèn nhá. Ôi giời, chào anh nhá. Trông anh mà mị thế. Cái này nó có gọi là bất thường không nhỉ? Hay là chưa? Chưa đâu nhỉ? Chắc chưa bất thường đâu nhỉ? Cái này toa đầu tiên cho nên không bất thường đâu anh em ạ. Ôi chào chú. Bắt đầu hỏi sao cả đầu vậy chú? Ôi dồi ôi, với không tới hả chú? Ôi dồi, với không tới rồi. Cái này là không có gì bất thường đúng không? Cái này là bất thường không anh em nhỉ? Cái màn hình ở dưới đất á. Hả? Có cái màn hình nào dưới đất? Có à? Ôi giời, chào em đây giờ anh không thấy em luôn. Ôi giời, dân niên văn phòng nữa à. Làm việc cả trên tàu luôn ạ. Ấy là nằm không thấy em. Chắc không gì bất thường đâu nhỉ. Đi tiếp đi.
Vậy là không có gì bất thường là anh em mình quay lại chứ nhỉ? Đúng không? Đúng không? Anh, tôi nhắc lại cho anh em này, có gì bất thường thì đi tiếp, còn không có gì bất thường thì quay lại. Quay lại chứ, thấy gì bất thường đâu. À thì ra là có bất thường đấy. Vẫn là tầng 7. Sai một lần rồi anh em nhá. Sai một lần được không ạ? Sai ba lần là con quái ở đấy xuất hiện bóc cổ tôi. Được không ạ? Ừ. Ơ, anh này vẫn ở đây mà. Vậy là anh này không bất thường. Cảm ơn Hiếu nhá. Mắt xanh mà không bất thường á? Mắt xanh là chuyện bình thường anh em ạ. Ờ. Vậy là bất thường đúng không? Vậy là bất thường, tôi đi qua nhá. Tôi đi qua nhá anh em nhá. Bất thường đi qua phát. Rồi đi bất thường thôi nha. Ủa rồi, chào ông. Anushi, nhà ngươi là con người sao? À, không biết có chắc thế không nhỉ? Hay là thật quá đáng? Rõ ràng tôi là con người mà. Tôi là con người mà đúng không? Tôi là con người. Ok, tôi là con người chứ. 22221. Không biết có chắc thế không nhỉ? Tôi con người hay con gì? Con vật à? Ông có thường tôi đấy nhá. 22221. 221. 221. Anh em cho cái ý kiến 221. 1 à? Ok, tôi thử 1 phát nhá. Không biết có chắc thế không nhỉ? Người không thể lừa dối ta được đâu. Người đang mặc vest kia kìa. Nó thật đấy. Người trông khác những kẻ khác. Ta chỉ biết thế thôi. Thế chàng trai trẻ, cậu đã ở đây bao lâu rồi? À, tôi cũng không biết nữa, hình như là 30 phút. Cậu đã gặp ai trong đoàn tàu này chưa? À, tôi gặp một người phụ nữ trong trang phục bình thường. Tôi đã gặp một cậu bé mặc hoodie. Vậy là người phụ nữ trong trang phục bình thường đó chính là cái cô em mà lúc đầu anh em mình xin số điện thoại. Hay là anh em mình sẽ trả lời với ông là một cậu bé mặc áo hoodie là đứa em của cái người mình cần xin số. Hồi nãy anh em mình một rồi đi, bây giờ hai đi nhá. Hồi nãy là mình gặp thằng bé đúng không? Mình cứ nói với ông là gặp thằng bé đi nhá. Có khi đó là điều tốt đấy. À phải không? Với khả năng quan sát cao cường của ta và với kinh nghiệm 84 năm đời người, ta có thể khẳng định rằng 84 anh, ông này 84 tuổi anh em nhá. ここにいるほとんどの人は実際の人間ではないよ。大半の người ở đây đều không phải là con người。話しかけても反応は示すことはない。có bắt chuyện đi chăng nữa thì họ cũng chẳng hề phản ứng gì。まるで、cứ như là ロボットのようだ。những con robot vậy。我が輩は人間を見ればわかる。ta chỉ cần nhìn là biết ngay đó có phải là con người hay không。つまり我が輩の結論は、tóm lại。Kết luận của ta là đừng bao giờ khinh thường người quen, đừng bao giờ tin những người mặc vest, chỉ vậy thôi. Ủa chứ tôi mặc vest mà. Ủa, ông vừa nói là tôi là con người xong rồi ông bảo là đừng bao giờ tin những thằng mặc vest như tôi. Là sao vậy? Đúng rồi gì? Sau đó thì. Ai ta mệt quá rồi. Khiếp ông ngáp. Cho ta ngủ đi. Nhưng trước đó ta phải đi ẻ đúng không ông? Rồi ông tiếp tục cái cuộc đi vệ sinh và ông đi nhá.
Ôi dồi ôi, ra quần này ông. Ra quần chưa? Để cháu mở cửa cho ông nhá. Ui sổ ông ra quần rồi. Thằng ở trong rồi, nhanh lên để ông đi vô. Ông ra quần đến nơi rồi. Rồi tầng 6 rồi anh em ạ. Vậy là hồi nãy là cái người mặc cái người mà mắt xanh hồi nãy là sai. Chào em. Ổn không em? Hình như mắt em có vấn đề. À không, mắt tôi. À, vẫn mắt xanh mà anh ạ. Vậy là không phải ông này sai. Vậy là ông này bình thường. Cảm ơn tai son ban nhá. Ôi giời, em đi guốc kiểu gì mà lòi cả ngón chân ra vậy em hả? Ôi giời ơi, làm cái giày không bít mấy ngón chân lại. Anh em nhớ ông này ngồi toa số 12, còn chị nhân viên kia là ngồi toa số 16 anh em nhé. Còn ông này, ông với này là đang ở toa số 4 à, ở ngăn số. Cái gì đấy? Ôi giời ơi, tránh ra chị ơi. Hả? À, tôi chết à? Sai hai lần rồi. Heo men gánh cửa đi chứ chuyện ạ. Em là thành viên mới, anh giải thích cho em K2 là gì được không ạ? Cảm ơn anh em te ke sau lưng kìa. K2 là sau khi tôi like K1 xong, nghĩa là tôi chơi xong con game này thì tôi có thể chơi một con game nữa nếu có cả hai. Ê, hôm nay em nhìn có cái bánh này. Ui trời ơi, đừng qua mắt tôi. Né ra em ơi. Ấy chết mẹ, sai là đi tiếp chứ. Ôi ngu rồi. Hên, sai là đi tiếp, quên, hồi nãy là sai là đi tiếp. Ủa vậy hồi nãy là cái cửa kia lao vào đầu tôi thì tôi vẫn đi tiếp kiểu gì? Hả? Ủa mất game kiểu gì vậy? Hồi nãy cửa mà cứ lao vào mặt tôi vậy sao tôi đi tiếp? Ôi chào ông. What the hell nữa à? Onushi. Ôi dồi, rồi lại bắt chuyện với ông tiếp. Thế tôi sorry wa. Hoàng ơi, tua cái đoạn này đi. Hắn lô hoàng ơi, sư sư. Rồi, tôi tua đoạn này đi. À sao không hỏi ông cái tôi là con người sao vậy? Ôi tí thôi, khỏi. Không, bữa khác hỏi. Ở tầng 6 rồi. Anh em tìm lỗi sai tôi nhá. Cái cô kia đâu nhỉ? 16 rồi, 16. Thực đơn ok. Ôi dồi ôi, em lại nhìn tôi, hồi nãy em đang nhìn tôi đâu? Hồi nãy em lại có nhìn tôi đâu nhỉ? Bây giờ nhìn tôi này. Sai. Hôm nay em không nhìn tôi. Nãy còn khinh tôi không nhìn tôi. Bây giờ em nhìn tôi. Sai. Sai, đi tiếp. Đấy, ui xôi hồi. Làm sao qua mắt được tôi. Em ở toa số 16. Chào em. Để màn hình xanh mà ngồi gõ em. Điêu em. Em nào.
À là chúng ta né vào ghế để cho cái cửa đi qua. Hồi nãy là có cái cửa đấy. Em này khả nghi nhất thì tôi phải nhìn lâu anh em nhé. Ừ. Không phải đẹp mà nhìn đâu mà tôi phải nhìn lâu. Em này khả nghi lắm. Chúng ta chỉ được sai một phép, được phép sai một lần nữa thôi anh em nhé. Có đồ khác chưa? Có chỗ nào khác không? À. Ông ơi, với mãi không được cái vali về ông ơi. Có gì khác anh em ơi? Bánh mì à? Bánh mì thay đổi kìa. Anh em nào chuẩn được không ạ? Tôi thấy bánh mì vẫn vậy mà. Bánh mì vẫn vậy mà anh em. Cái bảng sai á? Bảng chữ sai. Bảng chữ ở đâu? Làm gì có cái bảng chữ nào? Đây là chuyến Shinkansen. Mười hai, mười sáu ạ. Rồi, chút đây tôi xem thử ông này người to bao nhiêu. 12 này. 16 chuẩn rồi. Chân, tay ông kia, tay ông kia. Ông nào, ông này á? Ông đi thay đổi. Ông này nãy giờ có với được chỗ này đâu anh em ơi. Quay lại đi. Không có gì bất thường cả, cho nên anh em mình sẽ đi quay lại. Ok chưa? Tớ check hàng ghế coi. Biết đâu ghế thay đổi đấy. Ông cầm một tay á? Hồi nãy ông cầm hai tay à? Hồi nãy ông cũng cầm một tay mà. Một tay ông vịn vào đây mà. Anh em thế nào rồi? Bốn cái bánh bao á? Hồi nãy là ba cái bánh bao hay là bốn cái bánh bao? Sai là đi tiếp. Hồi nãy tôi nhớ là ba cái. Ờ, nó đồng đều với bên này. 1, 2, 3 bên này, 1, 2, 3 bên này mà. Ừ, có ba cái thôi. Vậy đúng rồi, anh em mình quay về thôi. Đúng là quay về, được không ạ? Đúng quay về. Đó số 4. Đấy, xôi. Anh em nó cứ có xem chưa? À, có xem chưa? Anh em nào vào vật đoán bừa nó bậy khiến tôi hoang mang. Làm cái gì vậy? Tôi qua đây cứ tắt đèn vậy. Ảo giác. Đấy, ba cánh vào đây. Anh này trước khi thay đổi này. Khả năng tí nữa anh để tới đầu ăn được. Hey, you! Baby! What the hell, có cái tay ở đây. Đi tiếp. Được không ạ? Sai là đi tiếp. Rồi, đi tiếp luôn. Này, khỏi phát luôn, khỏi. Được không ạ? Ôi trời ơi, chị biến thành bông hoa rồi. Ôi trời ơi, anh này biến thành cái cây rồi. Ôi. Rồi, chú hồi nãy biến thành cây cổ thụ luôn. Tuyệt vời, có vẻ như là biến thành những thứ mà tùy theo độ tuổi của từng cá nhân, từng người. Rồi, đi tiếp thôi, sai đi tiếp mà. Khu vườn trên xe luôn.
rồi, tòa số ai rồi? Sai một lần là thua đấy. Sai một lần là quái vật gì đấy? Cẩn thận vào tôi. Rồi, em này là chơi tiếp theo nha. Ôi chết chết chết. Ôi chết rồi, game rồi, kẹt rồi. Đéo hiểu. Vâng. Cái what the f... Hả? Hả? Là sao vậy? Ra khỏi map luôn á. Game cũng vớ vẩn quá rồi. Tôi bay ra khỏi tàu rồi anh em. Bằng cách thần kỳ nào đấy tôi đi xuyên tàu. Tuyệt vời không mà bảy. Hay là đó nó vẫn là một cái ở à, đây cái bánh đi tiếp. Ờ nếu sai ba lần thì con quái vật xuất hiện ấy nhỉ. Từ à, khỏi đi. Tôi đi tiếp đi. Bước 6. Có là tốt nhất là tôi nên đứng ngoài tôi nhìn em này thôi chứ đi vào trong mất công mà tôi đi xuyên tường. Đến khúc này tôi đi chậm mày nhỉ. Ơ à, nó cảm giác ai. Ôi giời không phải anh em ơi, mà là cái này nó chìm xuống thật. Ôi vai cả đái đây. Hồi nãy là anh em mình mà không đi nhanh là nó sang bên kia anh em hiểu không? Mà đây tính năng game không phải là lỗi. Con đạc đi thấy ghế chìm. Còn anh Nguyễn Thị nhá. Tầng 5 rồi. Yêu game. Không phải lỗi anh em nhá, đó là một cái lỗi, một cái bất thường của trong game. Ôi dồi. Thôi. Nếu có người giật cửa là tôi thấy có nhiều hoang mang rồi. Đi tiếp luôn. Rồi tầng 4 rồi. Không bao nhiêu. Chắc nhanh phát đi luôn. Ô đèn chớp chớp nhá. Bị hói anh nhá. Em thấy là cái chậm phần rẽ ngôi của anh là bị hói. Ôi toàn nhìn hình như tôi không thấy gì sai cả. Có gì sai không nhỉ? Cái ghế phát sáng á. Hồi nay cái ghế này cũng phát sáng không anh em nhỉ? Hồi nay cái ghế đó phát sáng không? Tại sao mấy ghế này không phát sáng mà lại ghế đó là phát sáng? Why? Vậy là sai, đi tiếp. Tầng 3 là tôi. Oh shit, sai. Vậy là cái ghế nó phát sáng anh em ơi. Tụt xuống là 5 rồi. Đấy. Bao nhiêu anh em để chồng mất đi. Này này, hồi nãy ghế phát sáng ở đây. Ui dồi ôi mấy ông nội.
Hên mà không tôi không chơi chế độ khó là không phải tụt xuống tầng 7. Này, cái bắt sáng này. Xem mà tức, được không ạ? Tôi xem mà tức. Chỉ bậy chỉ bạ. Chào em nhá. Ok em nhá. Nhớ đúng hết rồi đấy. Không có gì sai cả. Ok, về đúng không? Về đúng không? Để tôi check check lại lần nữa xem nào. Ok, không có gì hết. Về. Vậy là có. Ôi giời ơi, có anh em ơi. Mặt mũi thế nào đây? Mẹ sao chỗ nào ấy nhở? Mẹ sao hai lần đấy, còn một lần nữa anh em nhá. Còn một lần nữa. Tính từ lúc chúng ta reset tới giờ là được 2 lần. Nhưng không có gì. Wi-Fi. Nhưng không có gì. Nãy ghế 14 có sợi dây à? À vậy à? Ui xổi ôi, hèn gì? Hèn gì? Ui dồi, phải check từng cái trong đây à? Trời mới tối quá đã không thấy. Đây này, chúng ta phải check từng cái trong ngõ ngách như thế này. Không mà tí nó lại nhét cái gì vào trong đây, anh em lại không thấy nữa thì. Ok, không có gì hết. Ok. Sai bảng Tokyo à? Đang hướng về Tokyo đúng rồi mà anh em. Đây là chuyến đi Shinkansen số 40 hiện đang đi tới Tokyo đúng rồi. Cái bảng Tokyo à? Đúng mà. À đâu sai. Tokyo đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, tầng 5. Anh em cứ vẽ chuyện đi. Rồi, đã qua rồi. Lần này nhìn kỹ ở tôi, chúng ta chỉ có một lần sai cuối cùng thôi. Nếu anh em không muốn bị quái vật rượt, được không ạ? Hay là anh em muốn là người tôi là người đầu tiên trong chơi con game này bị quái vật rượt, hả? Từ từ nhìn bánh kẹo này, ok chắc bánh kẹo chắc nó không tính đâu. Game làm gì bẩn như vậy? Lần này tôi lại chả thấy sai cái gì đâu này. Hoang mang tột độ này. What the hell is that? Trong này luôn à. Anh né em cho em nhìn bộ trong anh ơi.
vào chỗ nào? Chắc từng hàng ghế luôn ạ. Hình như không ạ. Hình như không có gì thay đổi anh em ạ. Tin tôi, tin tôi. Đèn chớp chớp, đèn chớp là kinh dị mà anh em, cho nên nó lâu lâu phải chớp chớp phát. Đầu ông lão hàng ghế số 11. Hàng ghế số 11 có cái gì? Có đủ cái nịt. Đầu ông lão. Không có gì các bạn anh em. Huy bôn song. Tóc có chỗ lõm không? Tóc thì tất nhiên là người hỏi người ta vậy. Kỳ thị. Sao sai? Số 20 nhấp nháy. Đâu cái giống là nó đổ họa đi anh em ơi. Đứng xa quá nó nhấp nháy thôi. Chứ không phải là đây. Ui dồi, bây giờ lại nhấp nháy này. Sai có người đâu. Ok nhá, tôi tin anh em nhá. Sai có người nhá. Có ai đứng lên kìa vậy à? Sai luôn, tôi cho sai luôn nhá. Sai đi tiếp được không ạ? Không biết sai chỗ nào luôn. Đi luôn. À, vậy là sai thật à? What the hell? Có người á? Có con gì lú lú lên à? What the hell? Chắc tí nữa tôi off stream tôi phải bật lại tôi xem mới được. Hiểu. Chào em nhá. Hôm nay có gì thực đơn, có gì em, có em không? Ok. Hàng ghế số 12. Rồi, lần này tôi lại không tìm thấy bất kỳ cái gì. Có cây kẹp. Cây kẹp nào? Vali bị ngược á? Ui đúng rồi, em mấy bánh bên này này, đúng rồi. Và số 9 này. Có sai gì không anh? Cho em ý kiến phát. Hôm nay sai cái gì? Tôi chả biết sai cái gì nữa cơ. Ờ anh em nhìn thấy tài thật. Cái này đúng không? Đúng đúng, cái này đúng nha. Cái này tôi tin là đúng. Theo như tôi linh cảm. Linh cảm là đúng. Quay lại. Đấy đúng rồi. Số 3 sai. Quay lại luôn, không có nói nhiều. Được không ạ? Ủa? Số 3 sai mà. Số 3 toàn cây, tôi quay lại thì là số 4 là sao? Ôi giời, ông già hồi nãy bị rớt rồi. Ôi ôi chú, ông hồi nãy có bị gì không? Bị cái gì nó đẹp đâu đây? Ông hồi nãy chắc toang rồi. Ông cụ hồi nãy đi rồi. Ở xa đi tiếp mà. Đéo hiểu. Uầy, vậy là đây là khả năng là chúng ta sẽ gặp chứng ngại vật đầu tiên là con quái vật đấy anh em ạ. Mẹ xa đi tiếp mà. Gu. Vâng, xa đi tiếp. Oh,
không đi được. Oh shit. Oh shit man. Oh. Rồi, chúng ta đã gặp con ma rồi anh em ạ. Mẹ ra đi tiếp đi nhở. Điên lắm con ạ. À. Điên lắm. Ta đi tiếp. Không sao, không sao, không sao. Ôi dồi, chân ông. Ôi chân ông. Không sao, không sao, speedrun. Speedrun. Được không ạ? Speedrun. Để tôi speedrun cho anh em xem. Speedrun cho anh em xem. Rồi, để cái đoạn này hết speedrun rồi. Còn 12. Speedrun, speedrun. Chắc đến 12 giờ. Ây da. Ôi ôi, em xem gì đây? Ôi, có gì lòi lòi ra khỏi cái tòa tàu kia. Đi tiếp. Ai đi tiếp, sai đi tiếp, sai đi tiếp, sai đi tiếp. Lúc nào phải niệm Phật trong đầu là niệm trong đầu là sai đi tiếp, sai đi tiếp, sai đi tiếp. Sai đi tiếp, sai đi tiếp, sai đi tiếp. Được không ạ? Ấy speedrun rồi anh em ạ. Thằng Nam rồi, tôi trả lại cho những gì anh em ấy rồi. Sao hết, nhanh nhanh mà. Ờ, nhanh thôi mà. Ủa, anh kia đâu? Anh kia đâu? À, anh kia biến mất rồi. Ủa sao tôi không chạy được? Chậm vậy. Ông kia đâu mất tiêu luôn. Vâng. À, mẹ nó còn chìm luôn xuống nữa ạ. Tuyệt vời. Đi tiếp. Rồi, quá nhanh, quá nguy hiểm. Được không ạ? Biết sao mà tôi chơi thất bại rồi em, để tôi thấy được những cái nhiều cái thứ nó bị. Gì vậy nội? Nhiều cái thứ bí hiểm hơn anh em hiểu không? Đấy. Rồi. Ok. Sát nhân trong Conan kìa. Anh em nói tôi đi. Đấy, lâu hai liên. Nhanh lắm. Nhanh, nhanh lắm. Nhanh lắm. À mà cho tôi hỏi là nếu như mà hồi nãy ở cái toa cuối như hồi nãy á, mà nếu có hiện tượng lại thì tôi nên quay lại hay tôi nên đi thẳng? Đi thẳng đúng không? À, chúng ta cần tới cái phòng điều khiển để chúng ta gạt cái cần để cái tàu dừng lại. Anh em phải biết rằng là chi lã thường thường có 2 ending hoặc là 3-4 ending gì đấy. Nếu mà chúng ta là dừng tàu hoặc là không dừng tàu, anh em nhé. Nếu chúng ta dừng tàu là có sẽ cái kết khác, mà chúng ta không dừng tàu là sẽ có cái kết khác. Chào anh nhé. Chào anh, chào anh. Anh cứ giật cửa sổ tiếp đi, em thấy rồi. Rồi. Quá là thông thả. Nhanh thôi ấy mà. Em nhìn tôi cái là tôi đi luôn này. Em không nhìn tôi à? Úi dồi ôi, đi đi. Úi dồi đi. Một toàn. Vụ này không thấy rồi. Ôi mẹ còn một tầng nữa anh em ơi. Sai là thôi đấy. Có không? Có gì khác lạ không?
chân ông già kia. Ông khi nào mà chân ông biến thành rễ cây ấy, thì bọn chạy anh em mới sai. Bánh có màu khác. Đầu hay vẫn vậy mà. Khác đâu em? Khác gì không em? Bây giờ kiểm tra ghế. Biển sai á? Biển gì? Hiện đang hướng về Tokyo. Đây là chuyến Shinkansen. Đúng rồi anh em, số 0 đúng rồi. Biển đúng rồi. Tiếp bây giờ là thoái chi đã là đầu tư về mặt gọi là hình ảnh cho nhân vật anh em nhá. Trước kia là chuyên lã chỉ là gắn cái kiểu như chụp ảnh nhân vật xong nó gắn lên một cái nhân vật ở trong game. Bây giờ là có họa tiết đàng hoàng, có cả mũi đồ, có cả mắt đồ. Cái đầu tư cũng ác. Chắc đúng rồi đấy anh em ạ. Thấy cháo gì xài. Đúng rồi đấy. Đi về, đi về, đi về. Đúng rồi đi về, đúng rồi đi về. Đúng là đi về, đúng là đi về. Thiếu chứ tàu á, vả vật. Làm như có tàu nữa anh em. Anh em đang ở đâu? Chẳng trong nhà. Rồi tầng không rồi. Đấy đã ghi lắm vào. Xanh thì đi, đỏ thì dừng. Oh shit, hình như là what? Tôi dừng rồi. Nocori 15. Đéo. À! Cái quần què gì vậy? Nãy ông dừng chậm mà vậy à? Mẹ dừng chậm mà, khốn nạn. Game không báo trước gì hết. Báo trước như tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà. Game ơi là game. Khốn nạn ít thôi. Mẹ giờ trở lại à? What the hell? Không bị sai. Khẳng định không bị sai. Rồi sai rồi. Tôi sẽ chụp cho nhanh rồi anh em nhé. Ờ. Rồi em sai. Em sai. Số 6 rồi thôi. Bây giờ anh em mình biết những cái mà cái game trong game bất thường trong game rồi. Cho nên anh em mình lướt lướt nhanh thôi. Khả năng ở đây có cái bánh. Không có. À, ở đây có tay người. Không có. Ông già. Không có gì sai cả. Hồi nay như tôi dừng chậm hay sao ấy. Ừ. Chưa lại à? Hình như không có gì sai cả. Không bị sai. Tin tôi anh em, tin tôi. Anh em phải tin tôi. Đấy. Anh em phải tin tôi. Đấy, có cái tay.
bây giờ nó chỉ lặp đi lặp lại mấy cái lỗi thôi anh em ạ. Cho nên là tôi là chuyên nghiệp được không ạ? Rồi, tầng 4 cho tôi. Nhanh và vuông cho tôi. Lặp đi lặp lại thôi. Khả năng tầng này ông già sẽ mọc rêu ở chân. À không. Oh shit. Toan rồi. Ghế sai á. Các bạn anh em mỗi ngày giải chỗ nào anh em? Bây giờ sai chỗ nào? What? Hình như không sai đấy. Cô gái đâu đây? Con gái đây. Ghế số 16, anh em có ghế số 12. Chuẩn rồi. Ông già này hói. Đúng rồi, về. Ôi sai ơi. Tuổi gì? Ba. Đấy. Sao nhanh gọn lẹ không có nhiều. Ôi chào em sao khóc rồi. Này anh à. Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể sống sót trở về không? Ủa sao nãy có đoạn này không? Ủa sao nãy tôi qua đoạn này tôi không thấy đoạn này ta? Không biết sẽ ra sao nhỉ, hay là chỉ đấy game anh em mình bỏ lỡ quá nhiều anh em nhá. Tôi phải chơi thua để tôi quay để có cái đoạn như này được không ạ? Không biết sẽ ra sao nhỉ, chỉ cần em nghĩ về chị của em thôi là được rồi. Cứ nghĩ về chị đi em ạ, em hiểu không? Chúng ta phải cần phải xin số của chị em nhá. Ủa sao nó không trả lời? Thằng này mày có bị lễ phép không mày? Hả? Ăn đùi xong không cảm ơn một lời. Đi tiếp. Không ạ. Rồi. Xanh thì đi, đỏ thì dừng. Trời ơi, lần này là đừng có mơ. Không ạ. Đừng có mơ. Đừng có mơ. Ba đẩy tôi. Đừng có mơ. Được không ạ? Ủa gì? Mẹ giận cả mình ạ. ここなこでここなこでうぃざいあい Anh kia anh ngồi trong góc. Không hù được, đúng không ạ? Tức ngồi trong góc khóc. Damn man. Cú nãy là tôi mềm. Tôi di chuyển nó chạy anh em ạ. Hình tâm lý vững được không ạ? Không là, là tôi chạy rồi. Gặp chị em phụ nữ nào mà yếu bóng vía đồ là chạy rồi. Hoặc là nam nhân nào yếu đuối là chạy rồi anh em nhé. Đấy, người thần kinh thép rồi các bạn, chơi qua hàng ngàn con game kinh dị thì nó phải khác. Ui, này khó quá. Hình như tôi không thấy cái gì nữa rồi. Tôi lại chả thấy cái gì nữa. What? Cái này sai chỗ nào vậy bấy? Không, khi nào mà cửa sổ mà có cái tiếng động lạ anh em mình mới thường nó có ở đây này. Thường khi nào mà có tiếng động lạ thì anh em mới nhìn cửa sổ, anh em hiểu không? Ừ, nó sẽ có tiếng đập tay vào cửa sổ. Ở đây là anh em mình mới nhìn cửa sổ, còn không thì anh em không cần nhìn cửa sổ làm gì.
như không sai. Đi về đúng không? Đây là chuyến Shinkansen số 0, hiện đang hướng về Tokyo. Đúng rồi. Ý. Sai anh em. Vậy là nãy giờ anh em mình chỉ sang một lần, à sang hai lần rồi đấy. Còn một lần nữa thôi là anh em mình thua đấy. Chơi từ đầu tiếp. Game khó nhất trên đời. Ông đã chơi chế độ dễ rồi nhưng vẫn không tìm ra cái lỗi đấy. Hai người kìa đâu? Hai người đâu? Hai người mắt xanh á. Ôi giời ơi, hai cặp vợ chồng. Ôi giời ơi. Mắt đùi. Mắt tối đùi. Đâu đấy cơ. Lần này thì đừng có mơ mà thoát được. Vậy còn vậy là còn rất là nhiều thứ mà nó biến đổi mà anh em mình không biết. Ui tóc anh có gầu à? À không phải. Anh em có bị gì đâu không em? Mất ngón không em? Anh soi từ từ thôi. Ok tôi sẽ nghe theo anh em. Tôi sẽ soi từ từ. Từng chi tiết nhỏ nhất. Được không ạ? Từ chỗ ông này đi xuống đây. Cho sáng được không ạ? Đây. Để soi từng chi tiết cho anh em rất từ từ. Từ tốn. Được không ạ? Đấy. Đấy. Rất từ tốn. Đây là tầng cuối anh em cẩn thận. Được không ạ? Cẩn thận là trên hết. Cẩn thận không thừa. Chậm mà chắc. Tài á? Sao chỗ nào? Ghế kìa anh ơi, đâu? Ghế nào anh em ơi? Cái sai ghế nào? Ghế số 2 sai. Tài quát. Ghế đầu có số á? Đâu? Cái đầu có số đâu với ông nội. Đâu? Ghế số 2 sai. What? Không có sai gì cả. Không có sai gì cả. Thì bạn gì lên xem anh chị, nhìn màn hình xanh không chán à? Đúng rồi! Chuẩn ơi! Bình chọn. Tôi sẽ mở một cuộc bình chọn, được không ạ? Bắt đầu tham gia ý kiến. Một là đúng, hai là sai. Bắt đầu tham gia ý kiến. Ok, tôi thông báo cho anh em ở trên top thấy được cái ý kiến của anh em ở trên top bên trên Juventus được không ạ?
À, bây giờ là tỷ số đúng là 70%, 73%. Đây là lựa chọn của anh em và của tôi, được không ạ? Tôi đã cố gắng hết sức. À. Ui. Đúng 73%, vẫn giữ nguyên, tăng lên 74. Ok, bây giờ là tỷ số hai bên là đúng là 73% và sai là 27%. Kết thúc cuộc thăm dò ý kiến, được không ạ? Ok, tôi cũng nghĩ là nó đúng. Cho nên là tôi sẽ đi về. Tôi sẽ quay lại. Đúng rồi, chuẩn rồi. Anh em đã chuẩn, không cần chỉnh. Nhưng mà nó vẫn tính tầng 0, tòa số 0. Khốn nạn thật. Quá là khốn nạn. Tôi tưởng là tầng 1 là tòa 1 là hết rồi, nhưng không. Nó còn tòa 0 nữa. Tòa này mới quyết định chúng ta thắng hay thua. Xá cái gì? Xá cái gì? Xá cái gì? Chị kia đâu quá? Đấy. Vẫn ngồi đây đây anh em. Ơ! Đúng rồi, bán hàng đâu nhỉ? Bán hàng đâu? Bán hàng đâu rồi? Em nhân viên bán hàng đâu rồi? Ôi dồi ôi, sai nhá. Ôi dồi, đi luôn. Ngon. Rồi. Con đất tò rùm. Tòa đầu tiên đấy. Tòa này chắc không dễ nhỉ. Rồi đi tiếp không chạy. Ông kia sai á. Cái gì? Đúng rồi anh em. Tầng không là chưa hết anh em nha, vẫn còn một tầng nữa. Anh em thật là khốn nạn. Ở cái tầng này nó bảo là đi thẳng nè, đúng không? Cái tầng này có mũi tên là đi thẳng tới. Còn cái tầng khác là nó có mũi tên là lui về. Vậy là chỉ cần đi thẳng thôi đúng không? Đúng không? Cảm ơn anh em bao nhiêu. Đúng rồi. Mấy tầng khác là nó có mũi tên là đi về, nếu sai đi về. Nhưng tầng này chỉ có đi thẳng thôi. Đúng rồi. Phòng khác rồi. Đây rồi, phòng điều khiển chúng ta bên đây. Tôi đang ấn nút đâu nhỉ? Tôi đang ở đâu đấy? Ấn nút nha anh em nha. Ending 1.
Hà là sao? No, no way, no way, no way. No way, no way. Làm sao để được ending 2? Sao được ending 2 nhỉ? Vậy là anh em mình phải ở đâu? Vậy là ending 2 là nằm ở cái chỗ toa thường, là cái toa đầu tiên, hay là cái toa thương gia, hay là sau khi dừng tàu? Vậy là sau khi dừng á, khả năng là sau khi dừng tàu. Anh em mình không đi vào đây nữa, thử coi. Anh em quay về xem thế nào. Vậy là vẫn quay về được. À từ từ khoan, để chút tôi xem trên này có người không. Không đi được nữa. Kiếp. Bằng không này. Ủa, mấy người kia đâu? Cái gì sáng sáng đây? À, cái kia. Ủa, mấy người kia đâu hết trơn rồi? Tìm cậu bé. À vậy à, phải tìm cậu bé nữa à. Anh em thấy người nói tôi nhá. Từ thằng bé ở đâu anh em ơi? Anh trong nhà vệ sinh nhỉ? Không có. Tầng 2 này. Có gì đâu. Người trên tàu biến hết rồi, dừng chắc họ xuống hết rồi anh em ạ. Toa số 3 à? Đây à? Toa 3 đây. Toa 3 nãy mọc cây mọc cỏ, giờ bây giờ không thấy đã đâu rồi. Không thấy cậu bé đâu cả. Hay là hình như tôi nghĩ là tôi phải dừng ở cái chỗ toa thương gia. Ở đây tôi thấy chả thấy gì cả. Có gì đâu. Nếu nó cho dừng ở đây thì phải có nguyên nhân chứ nhỉ. Hãy tìm người chị. Khả năng tìm người chị. Ở đây. Ôi giời. Em ngủ quên à em. Ôi giời ơi em ngủ quên. なるほど. Ra là vậy. この列車は止まることはなくて、ループしていたんですね。Là đây là toàn tàu không bao giờ dừng và luôn trong vòng lặp nhỉ. でもこの列車を止めることができて、ループもしなくなったってことですよね。nữa đúng không? Em dễ thương nhỉ. なんか違和感。Thật đấy.
Tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi không hề nhớ gì về việc tôi đã lên con tàu này cả. Bây giờ đã có hai lựa chọn có thể dẫn tới mình một ending khác nữa. Một là tôi có gặp một cậu bé mặc cái hoodie màu đen. Hai là tôi có gặp em trai của cậu đấy. Một là số 2. Nếu như mà anh em mình nói là gặp một cậu bé với một cái người mà tỉnh tỉnh mơ mơ như em này, thì anh em mình nói một cậu bé mặc hoodie đen thì chắc chắn em này họ sẽ không biết là ai cả. Nhưng mà khi mà anh em mình nói là gặp em trai của cậu đấy, chắc chắn là em phải nhớ. Đúng không? Ok, chọn 2 nhé. Em trai tôi à? Naoki no koto desu ka? Là Naoki sao? Vậy có khi đó là Naoki đấy. Như vậy là trước khi quên hết mọi thứ, tôi đã ở cùng với Naoki nhỉ? Thằng nhỏ có hỏi gì không? Đại loại như là tại sao chúng ta lại ở đây chẳng hạn? Cùng tìm em trai cậu hỏi trực tiếp thế nào? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. ここに来る途中に直樹はいましたか? Trên đường đến đây cô gặp Naoki không? Không. Không, ở các toa thương gia thì không có. Lúc quay lại đây thì tôi không gặp, nhưng tôi có gặp một người lớn tuổi khác ở đây đấy. Mẹ game này lắm, ending thế. Bây giờ là chọn cái nào? Không, ở các toa thương gia thì không có. Nếu như vậy thì nó ngõ cụt quá. Thì chúng ta phải thêm một ông già vào đây nữa. Đúng không? Lúc quay đây thì đúng là lúc anh em mình quay ở đây thì không thấy. Nhưng mà anh em mình có gặp một người lớn tuổi khác ở đây, đúng không? Cả ông già. Sao anh em lại một nhỉ? Hai chứ. Ừ, hai chứ sao lại một? Một hơi tắc, hơi bí. Ra là vậy. Nếu vậy chúng ta cùng đưa những người khác lên trên tàu ra khỏi đây thôi. Naoki là Naoki đang ở các toa thường thôi nhỉ. Được rồi. Cùng rời khỏi đây thôi. Nhưng mà từ từ đã. Cậu tên gì đúng không? Em cho xin số điện thoại đúng không? Nghĩ thử xem sẽ có khả năng ai đó sẽ lại lạc đến đây đúng không? Nếu vậy thì tội cho họ quá. Lo cho bản thân đi em ạ. Chúng ta có nên làm gì với cái đoàn tàu này không nhỉ? Là xung vực em nhá. Đàn tàu trong vòng lặp. Hình như tôi xem trong anime hay gì đó rồi thì phải. Chuyến tàu vô tận đi em. Tôi nhớ ra rồi. Có một chương trình truyền hình gì đó. Bằng cách hai người chạy ngược chiều nhau ở tốc độ cao, họ sẽ phá hủy được vòng lặp. Hai người chạy ngược chiều nhau ở tốc độ cao. Vậy là hai người chạy ngược chiều nhau ở tốc độ cao. Sao cái này làm giống như cái con chu cai sen đấy anh em? Ừ. Là khi một nhân vật nữ với một nhân vật nữ ở trong một không gian vô tận, sau đấy là cũng chạy ngược lại với nhau, rồi sau đấy là phá hủy chiều không gian. Do desu ka? Cậu nghĩ sao? Từ từ đã. Ừ, chú thuật hồ chiến đấy. Desu wa mou loop. Đoàn tàu đâu còn trong vòng lặp nữa đâu. Brake o funda ra loop shinakunatta. Trong vòng lặp đơn giản là vì đang được phanh lại đúng không? Nếu vậy thì cả hai chúng ta cùng nhau trùng cho toàn tàu xuất phát thì sẽ ra sao? Xuất phát từ hai đầu tàu. Tôi sẽ đi tên phía toa thường. Còn cậu quay lại phía toa thương la giúp tôi được không? Wakata. Ok, anh em mình sẽ đi về phía toa thương gia anh em nhé. Trước khi đoàn tàu này lăn bánh trở lại. Đi thôi. Vậy là tôi thương gia ở đây đúng không nhỉ? Vậy là tôi phải quay lại chỗ thương gia.
Để tôi ấn dừng tàu. À đâu, để tôi ấn cho tàu hoạt động lại. Cái quần què gì vậy? Tối thui vậy? À, tới nơi rồi à? À, dịch chuyển cổ học à? À, xa. Tôi dịch chuyển tới đây rồi anh em ạ. Sẵn sàng chưa em ơi? Một. Hai. Mặc dù tôi không biết là em nghe không, nhưng mà tôi cứ đếm. Ba. Được chưa em? Cảm ơn em, Trần Đình Long Kem. Anh ơi, sinh nhật anh ngày mấy? Được chưa em? What the fuck? Vẫn là Đình một. Là làm sao vậy em ơi? Là đi vòng lặp chưa? Để tôi đi tìm em lại cái anh em ạ. Anh nói với em làm gì? Phải quay lại tìm con bé nãy à? Anh phải chọn toa thường. Ờ, hình như tôi phải chọn toa thường đấy anh em. Không phải là tôi chọn toa thương gia đâu. Khả năng là tôi phải chọn toa thường. Rồi để cho em bấm ở cái toa thương gia. Hình như là vậy. Được, chưa được ending 2 thì chưa nản anh em ạ. Ờ, anh em bị tò mò thì ending 2 nào chứ. Thà anh em mình chưa tìm được cách mà để có ending 2 thì tôi nản đúng rồi. Nhưng mà đây anh em mình đã tìm được cách để có thể có ending 2. Thì ngại gì, ngại gì xem đến ending 2 đúng không? Mà anh em không là gì. Ui mẹ, đi từ 8 toa tới chỗ em. Bây giờ mới toa số 5. Ủa 5 lại 6 nhỉ? À 6 7. Ui em đúng rồi 6 7. Ô đấy 7 gặp em đấy. Đây em đi rồi, nói thôi em ơi. Nói thôi. Naru, kono reisha wa demo kon loopu mo shina. Rồi. Nan kiyoku ga kono re. Sore wa tabun Naoki desu. Kitto kiyoku nan de ko. À. Arigatou gozaimasu. Koko ni. Sou nan desu ne. Naoki wa futu. Koko kara demo. À. Yoku kanga. Sonna kono reisha. Loop anime ka nani? A, nanka no bangumi 2人 de han dou de? Iya, reissha wa mou breiki o fu. A, issho ni hash ryo. Watashi wa grinsha ga. Bây giờ tôi là người tới toa thương gia. Hay là tôi sẽ là người tới phía bên toa thường. Bây giờ là tôi hiểu rồi, là tôi sẽ quay về cái chỗ qua toa thương gia hồi nãy. Bây giờ là hai là tôi xin qua toa thường. Là chúng ta quay thẳng vào chỗ bên phải. Ok, toa thường nha. So desu ka? So desu ka vậy à anh? Sakki no hanashi da to. Nếu theo lời kể vừa rồi thì em trai tôi có thể đang ở phía toa thường. Ototo wa makaseru koto ni natte shimau n desu kedo. Sao phó em tôi cho cậu? Demo, nhưng cậu đã cho dừng đoàn tàu này rồi đúng không? Wakarimashita. Tôi hiểu rồi. Deva watashi no ototo. Sao phó em trai đấy chứ, bây giờ mới gặp em trai đây này. Ui giời ơi. Cùng cố gắng thôi. Isogimashou. Chúng ta phải nhanh chóng lên. Mata kono reissha ga ugukidashite shimamai. Rồi. Thường bên này đúng không em? Tôi cũng đã biết.
Naoki ơi, có đi đá không, ỉ hôm nay không em? Hình như đi cuối tòa phải. Tới đến cuối tòa để tôi khởi động cái nút cây anh em ạ. Đây này, mũi tên này, mũi tên chỉ này. Anh em nào đi mà thấy là Naoki anh em nói tôi nhá. Ừ, mắt tôi tèm nhèm không thấy Naoki đâu. Cái gì đấy? Ông già bị giết rồi à? Ông ơi! Ông ơi! Rồi, ông già bị giết rồi anh em ạ. Em mau bé bé này này. Đã đi đường này không vậy? What the fuck? Holy shit! Cái quần què gì vậy? Oh shit man! Oh my god! Oh my, thôi tôi toang rồi, tôi toang rồi. Tôi cúp rồi anh em ạ, tôi cúp rồi. Tôi cúp rồi. Oh shit, man! Woo! Woo! Damn it! Tôi đã thấy cây cối rồi. Wow. Tôi thấy cây cối rồi anh em ạ. Oh my god. Tao chưa dừng lại. Tới nhà ga rồi. Dừng đi. Yes sir. Ôi Naoki! Oni-san, kitan da ne. Anh đến rồi sao? Em đợi mãi đấy. À vậy à. Chị. Onee-chan, okitan da ne. Chị đã tỉnh giấc rồi sao? Naoki. Naoki. Buji de yokatta. Tốt khi em vẫn ổn. Oni-san. Anh à. Boku wa mou daijoubu da yo. Từ giờ em ổn rồi. So da. À đúng rồi. Oni-san, anh có đi cùng em không? Được, có em nhá. Có nhá. Em đi cùng chị em. Cái gì vậy? Không, anh không đi đâu. Cảm ơn em nhé. So desu ne. Đúng vậy nhỉ. Konai hoga ii to omimasu. Cậu không nên đi theo nữa. Gì vậy em? Gì vậy? Cứu hai chị em xong rồi không cho đi thì chung là sao vậy? Có vẻ như watashi tachi tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị em tôi. Shinpai shinai de kudasai. Nhưng cậu đừng lo. Watashi tachi wa daijoubu desu. Cả hai tôi luôn ổn mà. Sore yori. Hơn nữa là mou watashi tachi wa ikimasu. Chị em tôi đi nhỉ. À vậy là tôi quái vật à? Là tôi quái vật à? Tôi thật sự cảm ơn cậu. Sayonara. Tạm biệt cậu. Vậy là tôi là chủ của cái tàu này. Chủ của cái tàu này anh em nhé. À! Anh ta tỉnh giấc rồi. Thật tốt quá. Anh có biết không, anh đã gục ngã trên sàn tàu đấy. À là đã nhầm mơ hả bác sĩ? Thật may mắn thay là trong những khoảnh hành khách trên tàu có người là bác sĩ. À là cái ông với nãy đây à? Karui.
Anh bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nhẹ. Dân tình gọi đó là hội chứng hạng thường. Ăn uống thiếu chất, ngồi nhiều giờ trên tàu xe ở toa thường. Lần sau anh nhớ đứng ở cái toa thương gia. Chỉ cần nằm ngửa và giơ cao chân lên là sẽ ổn trở lại thôi. Thật là tốt quá. Thật đáng để nói, người này là ân nhân của cuộc đời anh đấy. Vì tàu dừng giữa đường nên chúng tôi không thể gọi xe cấp cứu đến được. Chúng tôi đã nghĩ ra nhiều trường hợp xấu nhất có thể xảy ra rồi. Bởi vụ tai nạn ấy đã khiến tàu dừng. Vụ tai nạn đã xảy ra vài phút trước. Xin chào, đây là đường dây liên lạc nghiệp vụ. Chúng tôi đã xác nhận nạn nhân trong vụ tai nạn vừa xảy ra là một phụ nữ trẻ và một cậu bé trai. What the hell? Hai chị em, ta là gì? Vậy là đoàn tàu cán chết hai chị em à? Rồi sau hai chị em đấy là nhập vào giấc mơ của tôi, khiến cho là nãy giờ là anh em mình đi trong vòng lặp. Ôi rồi thì ra hai chị em là bị đoàn tàu cán. Ôi rồi ôi, oan hồn lên thiên đường cái này. Hai chị em là ma ám cái tàu này. Trời ơi, đúng là cốt truyện game chi là át, hay hết nước chấm. Vậy là thanh niên này là bị té, dẫn là bị ngồi lâu như là mơ, anh hiểu không? Trong lúc mơ là bị hai chị em này ám một người, khiến trong là khiến cho lúc mà mơ đấy, trong lúc bất tỉnh đấy là nghĩ cái đoàn tàu này là kiểu như là vô tận, anh em nhá. Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện là hai chị em này bị cán chết. Ok anh em, hẹn anh em vào ngày mai. Hôm nay không có ca 2. Tại vì con game này nó chiếm quá nhiều thời gian rồi. Ok. Ok anh em, muốn xem lại có thể lên Du Văn Túp để xem lại nhá. Bye bye anh ơi em nhớ. Hẹn anh em vào ngày khác, ngày mai hoặc là ngày mốt, được không ạ? Cảm ơn anh em đạt. Ok anh em xem lại ở trên Zoom YouTube, anh em nào chưa like ấn cho tôi một like. Ấn cho tôi một like. Ok là. Ok là. Được chưa ạ? Ok anh em nhá. Anh em nào muốn là thử tài mà đoán những cái vật thể gọi là bất thường thì anh em cứ vào game này chơi thử. Khuyến khích nhá, chơi chế độ dễ, đừng chơi chế độ hardcore. Thua đấy nhá. Bye bye anh em, nhớ ấn like. Anh em nào chưa ấn like ấn cho tôi nha anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem vở đồ đít. Anh em có thể xem lại trên Zoom YouTube. Tạm biệt anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Ngủ ngon, mơ đẹp. Bye bye anh em.